trần gian này nào có ai bằng ta, xinh đẹp như tiên nữ. Làm những cái gì nó sai sai phải không ta? Xinh đẹp như công chúa. Thôi kệ vậy đi. Trời đất ơi, tôi nhớ cái hình tôi đẹp lắm mà ta. Nó soi vô trong gương mặt nguyên quỷ già hiện ra trời. Tôi đó. Làm hết hồn hết vía. Tự nhiên ta ra soi gương, nó đâu lù lù xuất hiện nguyên cái mặt trình hình chán hết cái gương của người ta hả? Trời ơi, tôi đi hết cả trên cái bờ đê mà tôi đi mà tôi đau lòng vậy đó hả? Làm gì đau? Không còn một bóng đàn ông nào hết, toàn là bánh bèo không. Bởi vậy? Làm như là nguyên một cái tỉnh này á, nguyên một cái xã này ta lên thành phố ta làm ăn hết. Còn có một mình chồng tôi, ta nói bởi... Trời đất ơi, hôm nay còn soi kiến nữa. Bởi cái gì ơi, vậy ông rảnh? Cái khu vực này nè, cái miệt nè, cái cụm này nè, đàn ông nó bỏ đi mần ăn đâu hết trơn, trời tôi không biết. Bây giờ tôi lấy nguyên một cái khu vực này có một mình tôi là như là một cái cây một trái mà độc nhất vô nhị luôn rồi đó. Không, bây giờ là tuyển một cái hàng lạ rồi. Tôi không hiểu tại sao còn một mình ông mà ông dám mặc nguyên bộ đồ phi bóng đỏ. Ông ngồi y đó cho tôi, ông ngồi y đó. Nè, nè trái cây đó, tôi mới ra vườn tôi hái nè. Đó, rồi ông làm ơn bỏ cái kiến xuống, ông cầm cái quạt. Đó, rồi ông ngồi y chang vậy đi. Trời ơi, tôi nói không phải mang tội chứ. Anh như ông địa vậy đó. Anh, ông ơi, có tuổi rồi làm ba cái chuyện bận đồ đỏ cầm cái quạt cúng mâm trái cây y hệt chứ là cúng ông vậy đó. Bà mắc cười quá. Trời ơi, bà phải hãnh diện, bà phải tự hào là trong cái khu vực này bây giờ là chỉ có một mình bà là còn có chồng ở bên cạnh thôi. Mà chồng bà là ai? Ai? Là một người đàn ông có nhan sắc. Trời, nghe muốn lọt con ngựa vậy đó. Ông nghĩ sao mà ông tự tin khủng khiếp vậy? Chứ sao? Bà phải hãnh diện, bây giờ chồng bà vẫn còn khỏe mạnh, vẫn còn đẹp trai. Nói chung là tôi vẫn còn mừng mởn. Trời xin lỗi. Cái gì mà tự nhiên cái cốt nào nhập ông mà suốt ngày ông soi kiến vậy? Người ta lên thành phố nghe, người ta đổi đời hết trơn rồi. Còn có một mình ông là ổng ở riết ở dưới này, nó nghèo, ông coi nhà nè. Tàn là lát không vậy đó hà, không được lên gạch nữa. Kệ anh ta này bà ơi, bà phải biết quý trọng cái nhan sắc của tôi hiểu không? À... Ủa, tức quá, tức cưng quá. Trời ơi, bệnh hoạn. Tự nựng đó. Ghê quá. Gương kia ngự ở trên tường, sớm ta ai đẹp được giường như ta. Trời đất ơi, sao lần nào tôi soi gương cũng có quỷ xuất hiện hết trơn rồi? Hả? Con nè chú. Ai đây? Con. Ai vậy? Ê cha. Nãy là tôi nói không còn một người đàn ông nào. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Chú khỏe không? Khỏe không? Khỏe không? Chú khỏe không? Tiếp. Ở đâu ra mà trai mà sổ về đông dữ vậy ông? Cái gì vậy đâu mà tôi đã tràn vào trong nhà tôi rồi ôm hết nhà tới người kia vậy? Đâu ra vậy? Tiếp không nhớ tụi con hả? Nhớ tụi con hả? Nhìn quen lắm nè, quen lắm. Ai không? À. Sớm thì hết trơn rồi, là thanh niên lên thành phố làm ăn hết trơn rồi. Hai đứa con là ai? Hai đứa con trai. Hai con trai nè. Hai con gái, trời ơi. Tụi con trai thiệt đó. Thiệt con? Thiệt phải không? Trời thiệt. Ơi, ngon lành quá. Ở đâu ra, sớm nào tới đây kiếm ai? Du Việt, Việt Kiều phải không? Hay đi du lịch tôi chỉ đường cho. Tụi con là bạn nhậu với chú Rảnh nè. Cái gì? Con là thằng Tám nè. Con Lượm nè. Cái hả? Gì? Thằng Tám. Con đi. Thằng Lượm. Dạ. Trời ơi, tụi bay lạ quá, tao nhìn không có ra. Trời ơi. Ê, nó nghe nè, hồi xưa mày có chút ác à, sao tự nhiên bây giờ mày nở ra cấp 3, cấp 4 lần đúng vậy? Đúng rồi, 8, 8, 8. Dạ. Con đi mừng ăn ở đâu, con Lượm cái gì, con giọng vô họng con, có uống lộn cái gì mà giờ con thù thủng. Hay là con Tám quá, người ta đánh con thù ra con. Không nói vậy, nói chuyện vô duyên. Con ơi, con làm như con là cốt hột é phải không con? Bỏ con như nước ngâm con nở ra phải không con? Không có, tại vì làm ăn con thành công quá, cho nên con mới mà mập lên vậy nè. Nói giỏi đó, thành công. Là ăn thành công, ông thấy không? Người ta làm ăn thành công, ông cứ dưới đây đúng rồi. Nhớ không? Nhớ không? Hồi xưa nó nhậu với tôi đó, nhớ không? Nó có chút xíu à. Xíu à, mà sao giờ bự quá. Ở đó nó phải đứng ở giữa cái bàn, nhớ không? Ốm quá, gió nó thổi phải kéo cái bàn lại. Còn bây giờ gió thổi là con phải đứng con che cho cái bàn, không cái bàn nó bay đó. Con là. Lượm. Thằng Lượm. Lượm. Trời ơi Lượm. Con Lượm cái gì con ăn mà giờ con cao dữ vậy? Trời ơi. Nhớ ngày xưa nó nhậu đứng ngay đây với ông nào ông rảnh. Ừ. Đứng giữa bàn nó đứng dưới đây tôi à. Mà giờ trời ơi tôi đứng ngay đây đó. Bà có đơm thì cũng đơm vừa vừa thôi. Bà nghĩ làm sao ngày xưa nó đứng cách nửa cái bàn. Bộ tôi nhậu với con nít hả bà? Không có, tại đó nó hay quỳ gối xuống đó, nó nướng đồ ăn. Rồi nó nhậu mà mới là nó kể chuyện vui là nó rớt là nó lụm nó không đó. Đúng rồi, nó lụm á. Bao nhiêu năm không gặp thím
vẫn già ha. Dạ. Chắc trực diện quá trời luôn rồi phải. Cái này chắc nguyên bài kim bay là đạp vô mặt kiếm rồi. Cái gì nè, con tên lượm phải không con? Dạ. Lượm lượm lên, lượm lên, lượm lên. Lượm cái miếng chân chim lên con, cất luôn đi nha. Trời đất ơi, thằng nói chuyện. Nè, ở xóm mình giờ thanh niên ta đi hết rồi, là sao ba đứa thành ngồi xuống đi con? Ngồi chứ đứng chia xếp hàng ngang thấy thương vậy? Ai đâu có ngờ mà tụi bay thành đạt đứa nào đứa đấy, ta nói nó đẹp dễ sợ. Để khoan, để thím giữ cái ghế coi, để cái ghế cho chắc ăn không? Ơi, cái gì vậy? Để con nhỏ nó ngồi sợ sập cái ghế tội nghiệp. Uống miếng nước đây nha. Ê, nước đậu rang, uống chống ung thư mày mỡ nhiều nè. Nên uống nè. Trời ơi, thấy cưng quá, đâu có ngờ là thành đạt dữ vậy. Rót uống đi cha. Thấy ghê không, thấy ghê không? Cái xóm này tụi bay con trai đàn ông bỏ đi đâu hết trơn, trời còn mình tao hà. Giờ thấy tụi bay về cái bát tràng vô tụi bay hay bỏ tụi bằng bên vậy đó. Rồi sao nè, dạ tụi con giờ sao? Trời ơi, nghe tụi nó cái vụ gia đình đó. À đúng rồi chú thêm. Ừ. Sẵn nói luôn cái vụ gia đình vợ con của con. À. Trời ơi ông, thấy hai thằng ông giỏi dễ sợ luôn, hai con vợ duyên dáng không. Con Hiền sanh đứa con gái hết chảy, thằng này con Trang cũng sanh đứa cũng hết chảy luôn. Trang tao gì vậy bạn? Giờ thôi con thi trời ơi, tao nói có phước lắm mới lấy, giống như ổng là có phước rồi là mới lấy được thím rảnh ha, đâu có đẻ được đứa nào. Đâu có phước lắm cho nên mới bỏ rồi. Bỏ gì con? Bỏ gì tay rồi. Chia tay. Vợ chia tay rồi. Vợ rồi. Tụi bay đừng có nói vậy. Trời có phước lắm mới lấy được tụi nó. Tụi nó sanh con ra nuôi đứa nào đứa nấy tròn vo cưng dễ sao. Ở đây nè, con Hiền đẻ ra đứa gái xinh dễ thương. Ở đây con Thi đẻ ra đứa con dễ thương hết trơn luôn. Con bỏ rồi. Tán bật tay bây giờ. Vợ con của nó bỏ hoài. Đúng rồi, bỏ gì bỏ, vợ mày dễ thương quá. Đây đây con Hiền nè, con Hiền đẻ ra đứa gái dễ thương hết biên rồi. Tám lần rồi chú ơi, chú nói tám lần rồi. Không nghe thôi, mình kêu vô đi. Kêu vô là chú biết liền. Tụi bay cấp đứa mới lên là em ơi. Em ơi vô vợ đây. Chồng nó hạnh phúc mà bỏ bê gì biết. Vô đây. Vợ chồng mình đó, tao nói khắp trẻ nó vậy mình vui. Ừ. Trời ơi, tao nói thấy không? Đây. Tôi nhìn một cái là tôi biết liền. Trời nè, con tôi Hiền. Nhìn là tôi biết luôn. Con Hiền nè cha. Thi nè. Ừ. Sai bậy nói cái mặt tụi nó đơ hết trơn sai rồi. Nó xanh nó phá tướng là nó ta tướng Hiền phải không con? Đúng rồi, chưa đó con Hiền nó xanh nào? Chưa xanh. Phá tướng rồi mà chưa xanh. Chưa xanh gì hết trơn. Chưa luôn. Đây là giới thiệu đây tên Tươi. À đây tên Liễu. Dạ. Ủa. Liễu với Tươi quá không rảnh. Vợ con hồi nãy con nói đó vợ. Vậy là thiệt á. Thiệt cái vụ kia bỏ. Ghi lạ quá, nhớ xưa nó cao lắm, không lẽ tự nhiên mấy năm sau gặp lại nó thung người lại còn. Thôi, nhớ con kia nó đẹp lắm, con Hiền nó xanh đứa, con vợ ta cũng đẹp luôn. Thôi bây giờ đừng nói chuyện này, nó hồi là banh chành luôn ha. Bây giờ đừng nói nữa. Có quà tặng cho quà. Dạ, ngồi con, ngồi ăn miếng cháy. Có quà. Đây, cái này là quà của con, quà của tụi con cho chú thêm. Trời ơi, sao mà mấy đứa này nó dễ thương quá vậy. Nó đi xì thành về là có quà tặng luôn. Cảm ơn nha. Rồi, quà. Cái gì vậy? Để em định đó, nguyên một cái vali này là dành cho chú thím không đó. Rồi, một cái vali mà tôi với bà không đó hả? Trời ơi, cảm ơn tụi con vậy. Đi xe đò, trời ơi, đi xe đò mấy bảo vệ xíu quá trời luôn đó. Đâu, đứng lên đi để chú thím lục cho. Cái gì trong đây vậy? Không, để tôi vô tôi lục thôi. Cái gì vậy? Trời ơi, cái gì vậy? Bà nằm trong đó. Trời ơi! Ai biết là tôi tưởng mua vali bỏ tôi vô đóng thùng và đem lên Sài Gòn. Phải, cái này là cái đồ đạc của nó trong đó. Nó cho mình không? Một ít thôi chứ phải là cho nguyên cái vali vậy đâu. Quà đó nè! Quà nè! Quà của tôi. Cái gì vậy? Ê! Đừng! Dễ bể! Đúng rồi! Hàng dễ bể! Dễ bể! Cái này quà tặng riêng! Tặng riêng cho thiếp! Cái này là chỉ có phụ nữ thôi. Đừng có thấy một cái là té cái đùng lên đó. Bình tĩnh nha. Tôi bình tĩnh lắm nha. Con tặng cho Thiếp. Một chút không chịu lộn. Mày nghĩ sao? Tao ở dưới nhà
nhà quê một ngày một ngàn ngày đã tao ăn hộp vịt lộn mà tặng tao chục hộp vịt lộn làm gì? Không biết sao không? Tại vì gặp tụi con xui lắm cho nên tặng hộp vịt lộn cho xã xui. À đúng rồi. Anh ơi, cái này gì là nói mấy anh này kỳ quá à. Đi mấy năm trời tự nhiên đi về đây tặng hộp vịt lộn à. Hộp vịt lộn dưới quê thiếu gì? Đúng rồi, mấy đứa bay tặng hộp vịt lộn cái nào xài xẻ bả. Ba không đẻ được con bây giờ tặng hộp vịt lộn cái nào kia bả có trứng thì mà đẻ. Mày nói tao trứng ung hết chứ hộp vịt lộn sáng đập ra ăn đúng không? Không phải. Chú thím thông cảm đi, tại mấy ảnh là đàn ông đàn an mà anh không có hiểu chuyện. Chứ không phải như chị em tụi con cũng có quà cho chú thím nữa. Dạ. Trời ơi, hai đứa cũng có quà cho chú thím dạ, hả? Dạ. Tới đây coi. Dạ. Công nhận nha, hai đứa con là cái đứa mà biết điều dễ sợ luôn nha. Chứ hai ôm quá vậy. Hồi mấy đứa kia kìa, nó không biết điều gì đâu. Hai đứa tự nhiên giờ nhìn đẹp hết sức luôn. Nó trắng tươi, nó mơn mởn trời ơi, cái tai nó trắng má ơi. Nó như cái khúc cây lụa vậy đó. Trời ơi, đâu nguyên một cái bàn tay gì đâu mà thứ gốm gì nè trời. Đồ của người ta, đồ của người ta, không phải của ông nha. Thì có nói cái gì đâu. Làm gì mà tum tướp. Ông tụi nó đẹp thiệt, coi đã trời ơi, nó cắn bấm mà dạ. Dễ thương biết chuyện ghê luôn á. Đến đây mua đồ cho vợ chồng mình nè. Dạ, cảm ơn chú thím. Có tặng quà. Dạ, con có quà. Dạ, nói chung nãy chồng con gửi tặng chục trứng hộp vịt lộn. Hai tụi con cũng... Ờ, đó ghê mà đừng nói mày. Dạ. Mặt nhỏ duyên dáng dễ sợ, cái giọng nó cứ nhỏ nè, cái lương hay lắm nè. Cái duyên dáng mặt cái duyên nhá. Nhỏ mặt đẹp nhỏ này ờ, mặt nhỏ đẹp sáng trưng à. Nghe cái hoài mặt sáng trưng, mặt nhỏ này là phải tôi kép cái lương mới đẻ có được. Cái mặt sáng mà đẹp thấy thương. Hai đứa sao cái mặt cưng dễ sợ vậy. Không phải thím ham quà mà dạ. Nói thiệt á, cái mặt của mấy nó chuyện cái giọng nghe là thấy thân rồi. Cái gì mua cái gì vậy? Mua cái gì? Dạ, nói cô chú nè, chồng con mua hộp vịt lộn. Tụi con cũng mua rau răm để ăn cho nó hợp. Cái con nhỏ có duyên ghê vậy đó à. Sao tự nhiên giờ cái mặt nó tối sầm luôn vậy đó. Cái mặt y như cộng dâu dâm vậy đó. Mặt cái cưng ghê vậy đó. Dạ. Trời, nó tặng nùi luôn không? Nó tặng nùi chứ không phải thường. Trời. Nó tặng nùi, nó tặng một nùi. Con có duyên dễ sợ. Ê, hai đứa bay thỉnh được hai nhỏ này đâu ra vậy? Tuyển chọn dữ lắm mới được đó. Tuyển dữ lắm. Mấy ngàn người mới lọt ra được một hai người vô duyên đó. Thôi, hai đi về đi về. Táp ơi, về. Dạ, qua đây tặng quà cho chú Hiếm vậy thôi. Báo chú Hiếm mà tụi con về. Cái gì vài bữa tụi con qua chơi nha. Về nghỉ á, chú về á. Dạ. Ăn quà cho bác Hiếm con. Con về, ăn một cái lộn nhớ đạp cái vỏ nha, con xui đó. Con về à. Cái này gọi là vô duyên mà vô duyên toàn tập luôn á. Vô duyên mà theo nhóm á. Ê, tụi không có thấy là tụi nó có gì sai đâu. Tụi nó rất là đúng. Đúng gì? Đúng chứ. Tại sao ở trong cái xóm này cái người ăn rảnh ở rồi nhất là hai vợ chồng mình, đúng không? Mà nó lại phải cho một cái thông tin là hai tụi nó bước vô đây dẫn thêm hai con chung vô diệm, đúng không? Và thêm hai con đó nữa là cái vấn đề tụi nó về để tặng quà cho mình là phải chám hai cái mỏ của hai vợ chồng mình lại. Đúng. Bởi vì tụi mình đâu có thân thiết gì cả lắm đâu. Bởi đúng không? Mắc cái giống gì mà tự nhiên nó tràn vô nhà mình như một con lốc. Nó tặng quà cho mình đủ thứ, nói quá trời chuyện luôn. Lý do gì sao? Cái nguyên nhân tại làm sao nó quyết định nó tặng quà cho vợ chồng mình? Nín đi. Tôi với ông bây giờ ăn rảnh ở rồi làm cái gì? Làm gì? Điều tra vụ việc. Ai biết mẹ buồn vui khi mẹ kêu cậu tới gần biểu cầu ngồi. Mẹ ui à, nhô tóc sâu hai chị em tóc bạc như nhau. Ui à, lao gì vậy? Tôi với ông là hai vợ chồng, ông hát vậy người ta nghe vô ta tưởng tôi là chị ông, ý ông chơi tôi già đó không? Nhưng mà ít ra cái hoàn cảnh bà hát đó nó hợp với cái hình ảnh của tôi với bà bây giờ. Làm cái gì hợp? Bây giờ ông muốn tôi nhổ tóc về cho ông? Đương nhiên là nhổ tóc bạc rồi. Bây giờ cái tóc bạc của ông nó nhiều hơn tóc đen, tiêu rồi nhổ tóc bạc rồi còn gì tóc nữa. Thôi bây giờ tôi tính về, tôi nhổ tóc đen cho ông đi, ít nhất là ông còn lại tóc. Trời ơi, bà không hiểu gì trơn. Trời, trước đây trong cái làng này tôi được mệnh danh là người đàn ông đẹp trai hiền nhất làng. Người vì hiền khô dễ thương lại vừa đẹp trai nhất vùng, đến đây tự qua cò mùa xuân. Cái bài đó nó viết về tôi đó. Hả? Nhưng mà từ khi hai cái thằng ôn kia nó quay trở về, tôi không còn được nhận cái biệt danh người đàn ông đẹp nhất làng nữa. Gì hả? Mà bây giờ tôi đã trở thành người đàn ông già nhất làng rồi. Trời ơi. Bây giờ á, gương kia ngự ở trên tường. Cái xóm này ai đẹp
được dường như ta. Không nè. Sao lần nào tôi đọc cái câu đó y như rằng có con quỷ nó xuất hiện. Ủa hai đứa, trời ơi hai đứa nó qua nó thăm nữa kìa. Dạ. Dễ thương dễ sợ, hai đứa nào đi cặp y như song tấu vậy đó. Dạ. Con nói cho chú nghe, chú đừng có buồn, chú cũng sẽ đẹp trai nhất làng này. Tại sao? Sao? Tại vì tụi con sắp phải đi xa rồi. Cái gì? Lại tụi đi bay... nữa hả? Cái gì vậy bay? Đi làm ăn xa. Trời ơi, tụi bay đi bao nhiêu năm trời tụi bay mới về tới cái làng này. Bây giờ mới về không được bao nhiêu ngày, bỏ đi nữa là sao con? Sao con? Thì tại vì lấy vợ nên phải đi. Gì kỳ cục vậy? Vậy? Người ta có vợ, người ta về nhà chăm sóc cho vợ, rồi còn đẻ con này kia nữa. Khỏi cần chăm sóc cho tôi. Ê, hai đứa đi làm ơn dưỡng ông đi giùm đi. Nha, khỏi cần chăm sóc cho cô không cần ai chăm sóc hết trơn á. Nói nghe nè, ở làng này tụi con đẻ trẻ đẹp, đứa nào ở đây trẻ đẹp đi hết trơn rồi. Để lại quỷ già này nè. Thấy ghê lắm. Ừ, đúng đi hả? Cho ông đi luôn đi. Đi luôn. Đi làm ăn đi luôn xa, hả? Phải không? Đi luôn. Đi kiếm tiền được không mấy đứa? Được, vậy thì cho chú theo tụi bay luôn nghe. Chứ ở nhà mỗi ngày mà gặp mặt bà tao sợ quá, tao bị ám ảnh hoài hả? Tại vì vợ tụi con á nó đòi hỏi nhiều thứ quá. Đó. Chứ phải đi làm kiếm tiền thế. Phải đi trại hả? Chờ chút. Bây giờ vô trong cái tủ quần áo, vô trong tủ quần áo sửa sạn giùm tôi liền nha. Bao nhiêu cái đồ phi bóng muslin này kia đó. Lụa bà ba này kia đó lấy ra cho tôi xếp lại hết. Hai đứa. Dạ. Uống nước nha con. Uống nước đậu nha, nước đậu ngon lắm. Tao nói bây giờ cứ uống nước đậu đi nè, rang tự tay đó con. Cái này tao nói nè, tự rót uống đi. Trời đi xếp đồ đi rồi. Xếp đồ trong nào mà cũng phân biệt đối xử với cái người đàn ông mà không còn trẻ mà vẫn còn đẹp này nè. Nè, rồi, sao đây đi. Kể cho chú nghe coi sao tụi bay hả? Chú không đi làm ăn mà thôi nghĩ lại nè. Sao? Chú ở nhà đi. Như kỳ cục vậy? Rồi, đúng rồi. Trời đất ơi. Tụi bay vừa mới nói cho tôi đi theo tụi bay phụ rồi làm ăn xa kiếm tiền mang về mà giờ biểu tao ở nhà làm sao? Mà nó cực lắm. Cực cái gì trời, tao tuổi của chú không có kham nổi đâu. Yên tâm chú coi vậy chứ còn khỏe ghê lắm, yên tâm. Người ta không có chọn cái tuổi của cỡ chú. Đúng rồi. Tuổi trẻ tụi con thôi. Ô, trời. Mà tụi bay làm cái giống ồn gì mà tụi bay phải lựa người trẻ làm sao? Trời ơi, tao đi làm khó khăn lắm không có nói được. Bây giờ chú làm cái gì người ta cũng lựa trẻ hết trơn á, đâu có cần phải làm cái gì người ta lựa trẻ. Bây giờ con nói chú, bây giờ có chuyện này cho chú làm được nè. Sao con, chuyện gì? Nhờ giả chú luôn nè. Đúng sao? Rồi. Sao? Chuyện gì nói đi. Tụi con đi làm xa. Ừ. Thấy không? Là ở nhà. Ừ. Khó khăn quá. Quyết định nhờ chú một cái chuyện này. Ừ. Đó là canh vợ giùm tụi con. Ừ. Canh vợ? Có quà cho chú luôn. Ba. Thôi, tự nhiên biểu tao canh vợ tụi bay làm sao? Vợ tụi bay nó có chân có cẳng đàng hoàng, gì đâu phải canh vợ. Nó có chân có cẳng con mới sợ đó. Thì đó. Nó có chân có cẳng bây giờ con với mấy thằng thanh niên sớm này đi hết rồi. Bây giờ đi làm ăn xa hết rồi. Rồi nó ở đây, rồi nó đàn đúng với nhau mấy bà đàn bà nó quậy lên rồi sao? Chỉ còn chú là người đàn ông duy nhất trong làng này. Chú phải giữ giùm tụi con hai con vợ. Chứ là chú là cái người lớn tuổi nhất cái làng này. Uy tín nhất, tôi cũng tin tưởng chú. Tin tưởng chú nhất. Như vậy là cái nhiệm vụ này của chú nó cũng quan trọng lắm. Tao trả luôn. Nhận quà đi. Có nơ nữa là. Nơ. Cái nơ này là tụi con suy nghĩ dữ lắm mới mà thiết kế ra được cái nơ. Ủa mắt giống gì có cái nơ mà mày suy nghĩ dữ cái lắm. Cái nơ cho nó hoành tráng hơn. Suy nghĩ dữ lắm mới quyết định có mua cái nơ này hay không. Dạ đúng rồi. Ngàn rưỡi đó. Trời ơi, cái nơ dòm hàng mỏm chết luôn vậy đó mà tụi bay làm ghê hả? Vậy là sao? Tụi bây giờ sẽ đi làm ăn xa. Dạ, đúng rồi. Và chú ở nhà là có nhiệm vụ canh giữ hai con vợ của hai đứa bay. Dạ đúng rồi. Vậy là cái nhiệm vụ này của chú cào cà lắm phải không? Đúng xác. Đây là một vụ thiêng liêng. Đúng. Đúng. Một nhiệm vụ không phải ai cũng làm được. Đúng. Vậy thì chú rảnh đây, rảnh nhất làng. Đúng. Người đàn ông có tuổi nhất làng. Đúng. Sẽ đứng ra nhận lại trách nhiệm này cho hai đứa con. Hay quá. Cam đoan với hai đứa khi quay trở về, vợ tụi bay đầy đủ mặt mũi tay chân, không rụng một ngón nào hết. Hay quá. Tạ chú. Không đi đây. Lên đường. Bảo trọng. Tạm biệt chú. Chú ở nhà cũng bảo trọng. Đi đây. Ngựa đi đường xa hí vang trời, chiến trong cua trăm hồi, ngần ngày trên núi đồi, rồi dây vang khắp nơi. Phía kinh quan xa vời, chiến trong cua trăm hồi, ngần ngày trên núi đồi, rồi vùng xa khắp nơi. Thắm bao niềm chia vui. Tại sao bao nhiêu lần cái chương trình thi karaoke ở xã không chịu đi thi?
cái giọng ông nó hay quá, nó hùng hồn quá. Với cái bộ đồ này, với cái giọng hát này, trời ơi, ông sẽ giật được giải. Giải gì? Giải giọng ca gan lì. Nói nghe nè, tôi xếp đồ cho ông rồi. Nhưng mà tôi suy nghĩ, tôi ra tôi có hai chuyện nói với ông. Sao? Vì thứ nhất là tôi xếp đồ xong rồi tôi bỏ xuống rồi tôi không dám đem đi. Sao vậy? Tôi sợ ông mặc những cái bộ đồ phi bóng này lên chợ nó bắt ông về nó nghiên cứu đó. Cho nên thôi lên chợ mua đi. Rồi trên Sài Gòn nó nóng lắm, ông mặc lên chợ nó mua áo đồ chợ nó mặc. Bà nói làm như cái kiểu như tôi là thú lạ vậy đó. Chứ còn gì nữa. Cái thứ hai là gì? Cái việc thứ hai là hai đứa nó trẻ, ông già lớn tuổi đi theo phải bám theo tụi nó đi đâu mình đi nó về là mình về. Chúng họ để lạc bầy đàn. Bây giờ tôi không còn đi nữa mà tôi nói bỏ đi hết trơn trọi rồi, bà thấy chưa? Hả? Tôi nói đi hết rồi. Ừ. Tại sao không đi? Ừ. Trời đất ơi, trời ơi, sao không đi giùm tôi cái, trời ơi. Nghĩ sao nguyên một làng này tôi đi hết trơn mà còn cái bạn mặt ông đang rảnh nó rỗi không chịu đi. Gì vậy? Trời đất ơi, người ta mà có chồng bỏ đi làm ăn xa nhà vợ phải buồn, vợ phải thương, tranh nuôi anh đừng có đi. Đằng này giống như bà tống khứ tôi đi, tôi không đi cái bà thất vọng dữ vậy. Thất vọng chứ, ông nghĩ coi. Yên tâm, mỗi người một nhiệm vụ, mỗi người một trách nhiệm cao cả thiêng liêng khác nhau. Tôi tuy không đi làm ăn xa, không thể nào mang tiền về cho bà được, nhưng bà hãy hãnh diện đi, tự hào đi, thậm chí có một đôi nét gì đó kiêu ngạo. Ông làm gì? Tôi có một cái trách nhiệm cao cả lắm mà tụi nó đã giao lại cho tôi. Ông làm gì vậy? Không nói. Không nói. Ông ơi. Hả? Không được rồi. Sao vậy? Làm như trước khi gì cho ông hay nó chạm gì, nó chích hay nó bắt ông uống thuốc gì sao? Tôi thấy ông tưng lắm rồi. Bây giờ ông nói tôi nghe đi, có chuyện gì tôi đằng sau lưng tôi hỗ trợ cho ông. Nhiệm vụ của tôi có tên là nhiệm vụ tối mật. Mưa đi ngoài xa hy vang trời, chim trong khu trong hồi ngủ trên đồi, rồi xa khắp nơi thắng bao niềm chia phương. Ông đi đâu vậy? Nghe mở nhạc bưng một cái áo xanh lè, có người đàn ông nào mà phối đồ lạ lùng vậy không? Thấy không, thấy không? Vậy là tôi thành công rồi, thấy chưa? Thành công cái gì? Ngay cả bà là vợ tôi mà bà còn không nhận ra tôi nữa mà. Đúng rồi, làm sao tôi nhận ra ông? Tôi chưa có người đàn ông nào mà quái thai với ông hết trơn á. Tôi cố tình như vậy đó, làm gì quái thai. Ông nghĩ sao hả? Ông nghĩ sao là cái rèm này, cái rèm cửa của tôi hả? Tôi đã cấm ông mai đồ phi bóng rồi, cái quần tím đó, trời ơi, cái quần này của tôi, cái bộ này bộ ba tím của tôi đi chùa. Trời ơi, bỏ. Ông vô ông làm cái gì? Tôi phải trang bị như vậy để mọi người không nhìn ra tôi. Tôi mặc một cái bộ đồ nói chung là hết sức là bí ẩn. Chứ vậy? Thấy không? Bà còn không nhận ra tôi thì làm sao những người xung quanh nhận ra tôi? Tôi ra đường không ai dòm thấy tôi hết, thấy chưa? Người ta nói cái nơi nguy hiểm nhất là cái nơi an toàn nhất, và cái bộ đồ chói chang nhất là cái bộ đồ mà không ai để ý nhất. Không không, ông nói ngược ngào rồi. Sì. Cái bộ đồ của ông vừa bước ra là ai cũng nhìn thấy ông. Bảy. Nhưng mà người ta nghĩ ông khùng, người ta không quan tâm thôi. Không cần là từng cái chỗ đó. Người ta nghĩ, cha này chắc khùng, không để ý. Người ta bỏ đi. Lý do gì bận bộ đồ lố vậy? Bà yên tâm, tôi sẽ mang tiền về thật nhiều cho bà. Bởi vì đây là một cái nhiệm vụ vô cùng quan trọng, một công việc cao cả, một cái nghĩa vụ thiêng liêng, không phải ai cũng làm được. Nhiệm vụ đó là gì? Người đi ngoài xa hy vọng trời, chim trong khu trăm bụi ngần ngơ trên núi đồi, rồi sẽ vang khắp nơi xin kích quan xa vời, chim trong khu trăm bụi ngần ngơ trên núi đồi, rồi sẽ vang khắp nơi thắm bao niềm chia phôi. Hả? Trời ơi, nó gạt tôi, nó vừa hát nó vừa đi, nghĩ sao đâu phải tôi mê tiền mà nó có một công việc cộc cả, một công việc quan trọng, một công việc thiêng liêng mà không phải ai cũng làm được. Nhưng ông quên rồi, ông rảnh ơi, tôi sẽ làm được. Đường đi được xa trong vắng tôi, quan phải buồn lên đường, đừng ngờ xa trong buồn, đừng đưa
xa khắp nơi, tiếng lúc ở thương rồi. Chị Liễu, chị Liễu có nhà không? Chị Liễu ai vậy? Ê, tới rồi hả? Đi 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 đi. Ủa mà anh ai đi đâu vậy? Hỏi người ta thay đồ sẵn chờ ở nhà là đi đâu? Đi qua ứng qua ứng đi qua tuấn đó. À, đi thăm tuấn đó hả? Trời em ơi, nói chị nghe, phải công nhận luôn á nha. Trời đất ơi, em nhớ dã man luôn á. Mới có hai ngày không gặp mà nhớ da diết vậy á trời. Lúc theo em đi gặp tuấn á, thấy tuấn cũng dễ thương, về cũng nhớ. Dễ thương quá chứ cỏ gì nữa. Trời ơi thiệt á, em thích nhất á mà cái lúc mà tuấn hung em một cái á, trời ơi nó đã gì đâu. Trời ơi mê rồi phải không? Mệt quá. Nhưng mà có cho ổng biết không vậy? Trời ơi, ổng ghét không được đâu. Cho ổng biết là chết luôn á. Cái này là phải giấu nhẹm luôn á nha. Mình phải dặn trước để chị biết, chị im lại biết không? Trời ơi, em nhớ mà em mới nói luôn thì nhớ còn hơn nhớ chồng nữa. Ôi, coi chừng. Quá dễ sợ quá. Nhớ còn hơn nhớ chồng nữa. Đi vô liền lập trời tức mà... Chồng mới đi vắng không có bao lâu mà hai đứa nó đã tù ti tú tí với 10 đàn ông khác. Chị thấy em vậy đủ đẹp chưa? Nói đúng. Chung là rất là xinh đẹp. Trời ơi, đợt này em quá, em hung hả? Em thiệt, em hung cho mấy cái mặt luôn á. Mà từ... Cái gì vậy? Muốn ói hả? Khó chịu quá, khó chịu quá. Trời ơi, sáng ăn cái gì coi chừng bị trúng gió đó. Em không biết sao nó cứ nhợn nhợn vậy. Nhợn hả? Không sao, không sao. Chỉ cần trong đầu em nghĩ tới tuổi là em khỏe liền. Nghĩ tới tuổi là khỏe không? Thôi đi thăm tuổi liền đi. Đi liền, đi liền. Đứng em lại là... Trời ơi. Ôi ta đã bắt gặp quá tang, nhà ngươi còn trôi cái nữa. Thôi trời đất ơi, dễ sợ quá. Không thể nào tưởng tượng được hai người ghê gớm quá. Ơ khoan khoan, chú sao, chú sao? Sao chú sao? Chú Sáu đi đâu mà từ trong lùm nhảy ra đúng vậy? Rồi. Làm tụi con hết hồn luôn á. Có tịch rục địch đúng không? Dạ đâu có gì đâu rục địch. Ủa mà chú Sáu rảnh? Sao chú đi đâu đây? À đúng rồi, sao đường thênh thang chú không đi, chú nhảy ở trong lùm trong bụi chú nhảy ra vậy? Tôi đi đâu kệ tôi ha, mà nhờ trong lùm trong bụi nhảy ra vậy tôi mới biết hai người dễ sợ quá. Sợ. Chú rảnh. Con phải công nhận chú rảnh thiệt luôn á. Ở đâu mà chú lựa ra được cái áo mà nó tẹp với cái màu lá vậy chứ? Ủa? Chú cố tình nha. Thôi, sẵn dịp qua đây á, chú vô trong phòng phụ con này chút. Ê, phụ cái gì? Bà hẹn với tôi mà, đi. Khoan, bây giờ tôi có một cái ý kiến nhỏ mọn này được không? Dạ. Ở trong cái miệt này bây giờ còn một mình tôi là người đàn ông duy nhất thôi. Dạ. Hàng độc quyền. Dạ. Nha. Thành ra làm ơn bây giờ mình đừng có kêu là chú với con này kia, nghe nó già cỗi ghê lắm. Mình đổi cách xưng hô được không, cho nó trẻ trung hơn chút xíu nghe. Dạ cũng được, đổi cách gì chú? Anh với em. chú Sáu ơi, và thấy chú cũng có cái tóc đó, nó đổi màu rồi đó, nên kêu vậy có kỳ lắm không? Không có gì kỳ hết trơn, trời ơi, gọi gì đi cho nó trẻ trung nghe không? Bây giờ trong cái làng, trong cái xã này giờ còn thằng đàn ông nào đâu, giờ gọi tôi bằng ông nghe nó như con trai già mà gắt cổng làng vậy đó. Thôi gọi bằng anh đi nha. Dạ. Chờ anh. Anh là giờ con muốn nói với anh. Trời ơi, anh là con cái gì, anh phải đi với em. Nó tầm bậy tầm bạ không à. Em nói chú nghe nè. Không, em mà đi với chú nghe được hả? Em nói anh. Anh chú nghe nè. Chứ anh không có sai sao á trời. Đây ơi. Đây nè, em mới là cái người sai nhất đó nghe không? Sao em làm cái chuyện đó? Chuyện sao gì? Để cái chuyện đó nó xảy ra? Tự nhiên chuyện gì? Anh chuyện gì vậy? Bộ anh chú biết rồi hả? Biết sao không biết? Nãy giờ tôi đứng tôi nghe tôi thấy hết trơn tội rồi. Đi, đừng có nói chồng nghe nha, đừng nói chồng nghe. Anh đừng có nói nha, tội nghiệp nó. Thì đó, làm sao tôi dám nói được, nhưng mà bây giờ như vậy là làm sao đây? Chết rồi, tôi nhớ tôi giữ gìn kỹ lắm mà. Giữ gìn kỹ là sao mà tự nhiên bây giờ em tại sao lại có thể thấy chưa? Nữa kìa. À, đúng rồi, hồi nãy giờ là vậy hai lần rồi đó.
Thấy khó chưa? Chịu quá, khó chịu quá. Tại sao vậy hả? Tại sao bây giờ em để cho em có bầu vậy chứ hả? Cái gì? Cái gì? Cái gì vậy? Anh nói là có bầu. Có bầu đâu? Có bầu nào? Thì đâu có bầu mới... Người bình thường mắc giống gì ai tự nhiên cái... Phải có bầu mới... Anh chú ông mệt quá đi. Vừa vừa mới phải nè, tôi có bầu nào? Tôi có bầu thì tôi mới bà không biết. Trời ơi, làm sao mà làm sao mà tôi không biết được, tôi già từng tuổi này. Cái nhìn cái đó là tôi biết là em có bầu tới nơi rồi em ơi. Trời ơi, anh nhớ là anh cũng đã phải giữ gìn kỹ lưỡng, anh theo dõi sát sao mà. Tại sao em sơ sót vậy hả em? Như vậy là chết rồi. Ôi sao vậy hả? Em có bầu đó. Thấy chưa? Công nhận rồi thấy chưa? Đúng rồi. Nè, nguyên cái xã này, nguyên cái xóm này, trai làng thì nó đi hết rồi. Còn có một mình ông rảnh á, ông già trong cái làng này thôi. Vậy mà tự nhiên cái con tươi nó có bầu, mắc cười á. Trời ơi hay vậy hả? Trời ơi chết rồi, trời ơi sao kỳ vậy, trời ơi ghi sổ liền lập tức. Ngày này, giờ này, phút này, con tươi nó có bầu. Mà trong khi trai làng đã đi hết. Tại sao? Ui, cái gì vậy? Trời đất ơi, ra đi biểu. Tại sao? Trời đất ơi, tôi ở với ông mấy chục năm cúc cung tổng tệ hầu hạ giả vân ông. Mà coi như bây giờ là nó ung hột dịch lộn hả? Không có vụ gì xảy ra. Mà con gái người ta về mới có 2 tuần. Ông làm cái gì, phương pháp về hành động nào mà bây giờ nó có chữa? Ông thấy ông đến nỗi mà người ta mua hột dịch lộn tặng tôi luôn. Ý người ta nói của tôi là chỉ là trứng ung thôi. Đó, mà tôi đâu có dám ăn. Tôi để dành, tôi hầu hạ ông, tôi tặng cho ông để ông ăn. Ông ăn rộn có sức khỏe. Thì ra là có sức khỏe nhiều quá. Hôm bữa nghi lén không ăn rau găm. Trời đất ơi, cái mặt ông gian quá. Đừng có làm. Cái lá áo như màu xanh. Trời ơi, làm cái gì vậy? Khoan. Ông phải làm ăn. Bây giờ sao? Trả lời tôi biết. Ông trả lời cho tôi biết. Biết cái gì? Bằng phương pháp về chế độ nào mà bây giờ con tươi nó có bầu. Ui da, đừng mà. Ui da, trời ơi. Thôi nghe tôi đâu. Ui da, trời ơi. Ui da, không phải thiệt ra cái bầu đó. Ui da, trời ơi. Gì vậy không biết quá. Nữa Mệt quá em ơi. Trời ơi, muốn rã cái tay luôn vậy. Hai cái giò nó muốn rụng giò luôn nè. Dạo này xuống sức quá. Đầu gối nó lỏng le, nó yếu nhớt. Sao vậy? Mệt anh phải ráng lên nha. Ý anh hả? Sao cái mặt của anh bầm hết bên vậy? Thôi đừng nhắc chuyện buồn lắm. Sao vậy? Vợ già của anh ở nhà nó dữ quá trời dữ. Nó già, nó lùng, nó dữ hơn người, nó quánh tan nát hết trơn. Trời ơi, đánh anh đó hả? Trời tội nghiệp anh quá. Trời ơi, tôi mới quánh ông một trận. Giờ tôi đứng còn không nổi. Sức đâu mà ông qua đây ông bảo. Thôi bà, trời ơi, tôi đang nỉ. Sức đâu mà ông qua ông bảo. Không có bào gì trơn, tôi đang nỉ bà. Bà đừng có làm lớn chuyện, nó không có cái gì hết trơn. Trời ơi, chẳng qua chỉ là một cái sự ngộ nhận thôi. Ngộ nhận gì? Giờ ông quéo ông rung hết trơn hết trời. Không còn nói gì nữa. Tôi chưa quánh ông đâu. Ông ở im đó cho tôi. Trước khi tôi quánh ông, tôi phải quánh mấy con giật chồng tôi đã. Trời ơi. Quá đã rồi. Sao hả? Bà nghe chưa? Trời ơi. Giật anh sao? Giật chồng tôi đó con. Anh sao mà cứu em? Trời đất ơi, nghĩ làm sao? Trai đơn gái chiếc mà nó ôm như này. Hả? Lấy này nè. Bà mới là quá sức tưởng tượng đó. Bà nghĩ con cái hình ảnh này có thấy gớm ghê chưa? Hình ảnh đi. Bà nhìn đi. Tôi đứng tôi chửi ông thôi. Bà đứng hồi nào? Tôi đứng nè, tôi hiên ngang tôi chửi ông. Cặp giò bà đâu? Cặp giò tôi đây nè. Hả? Giò gì ăn nè? Cái gì? Giò con, cứ nói giò con. Buông ra. Thấy ghê chưa? Trời ơi, đứng lại. Đứng lại. Trời ơi, cứu em. Anh ơi, cứu em. Có chữa rồi. Có chữa, con nghỉ đi. Con nghỉ đi. Ở xóm này coi như là chồng của dì Sáu là banh nát hết. Nghĩ làm sao một người đẹp như vậy mà ông bà bây giờ có chữa. Bỏ ra đây nè con. Cái bụng bự, trời ơi. Trời ơi, cháu nó đập quá. Trời ơi, buông ra bà. Cái gì vậy? Cái gì? Hả? Tôi đang chửi ông đó, buông cái gì? Bà đứng xuống đàng hoàng coi. Tôi nãy giờ tôi đứng dò tôi đi nè. Hả? Sao cái dọn của con? Mà thấy ghê chưa? Lên đây, chỗ con Sáu là ở đây nè. Nè. Đừng ai hành hung người phụ nữ mang thai hết. Trời ơi, con nữa kìa. Vậy đó là phúc nhục của ông phải không? Không phải, đừng hiểu lầm tôi. Trời ơi, mọi người hiểu lầm hết rồi, khổ quá. Bây giờ bà không tin thôi, tôi tức quá. Thôi, bình tĩnh. Thì tóm lại
thai chứ còn cái gì nữa. Không có thai. Đó là sai lầm của tôi. Em ấy có thai là sai lầm của tôi. Em nói cho bình tĩnh. Có bà trong cái vụ tổ chức ăn nằm này nữa hả? Vậy bà. Đây em sẽ làm chứng cho. Giờ không có làm chứng gì hết á. Không, tôi nhìn tôi thấy thôi. Nghĩ làm sao một mình chồng tôi già quá mà mấy cô trẻ quá mà mấy cô bào chồng tôi làm sao tôi chịu nổi? Tôi dùng già quá, tôi không thể nào quay ra để chửi thôi. Ông có người phụ bạc, tôi không muốn nhận mặt ông nữa. Quay vô. Trời ơi, quá đáng. Có người quá đáng. Tại sao để lên ghế mới chửi lại được chứ tôi. Quá nặng luôn. Không thể nào chấp nhận được tôi con. Đừng có hiểu lầm. Đừng có hiểu lầm tôi mà khổ lắm. Tôi không có chuyện gì xảy ra cái gì vậy. Bây giờ có nghe tôi giải thích không? Trời ơi. Thôi được rồi. Chưa. Còn nữa. Để tiếp nào. Không phải hai người phụ nữ này đâu. Còn đây. Trời đất ơi. Nghĩ làm sao qua hái bà hai mít. Ha. Bà hai mít. Bà 74 tuổi rồi. Bà bị sạch răng. Con còn có hai cái răng cái nú ở dưới thôi. Ông bà bệnh ông hái cái gì? Trời ơi, hiểu lầm rồi. Khổ quá, không có bại đâu. Trời đất ơi, nghe tôi giải thích cái đi. Thứ nhất, con không có bầu. Đúng. Hả? Rồi. Không có bầu. Anh... Không. Hôm bữa anh thấy rõ ràng là nhớ không? Có bầu mới Không phải. Anh Sáu, bình tĩnh. Để em giải thích cho. Anh Sáu biết sao không? Hôm trước có là do nó bị đau bao tử mà trước khi nó đi qua nhà em là nó ăn trước một trái xoài sống rồi. Nên nó mới nhận ói như vậy, ói là đau bao tử chứ không phải là có bầu. Đúng rồi. Dạ. Nghĩ sao mà tôi có bầu vậy? Anh nghĩ sao mà em có bầu với ai? Trời chú rảnh. Vậy là vợ mày không có bầu. Tao chúc mừng mày, gia đình mày vẫn hạnh phúc. Tao xử vợ tao. Trời ơi. Đừng đụng với người phụ nữ yếu đuối này. Giám phụ yêu đâu. Xuất hiện cả hai đứa lõa lồ. Dắt cái giò đây lửa thôi. Trời ơi. Không đâu. Quân nó đi. Bình tĩnh. Hoặc đầu bôi vô thả bẹt tôi xong luôn. Bình tĩnh. Thêm sao? Cái gì? Thêm rảnh lắm hả? Tao tên rảnh mà. Sao cứ thêm cái đổ dầu vô lửa hoài vậy? Còn anh nữa, anh lượm cái não lên lên đi. Hả? Cái não tao, cái não tao trong đây lên. Hả? Lượm lên. Hả? Cái não trong đây không? Ừ. Phải đổi thử thôi. Đúng rồi đó. Đổi lên là cái điên quá. Đổi lên là thấy không có não rồi đó. Không ai có não mà làm chuyện đó chứ. Nghĩ sao vậy? Hả? Vợ của anh đẹp vậy nè, anh trẻ trung cao ráo vậy nè, không ở với anh tự nhiên đi ngoại tình với ai? Ngoại tình với chú rảnh hả? Chú rảnh già cả gì mà ngoại tình cái gì? Đúng người rồi. Ta chỉ bưng giùm cái chậu cây thôi. Đúng làm rồi. Cái gì mà rần rần không. Vậy không có không đơn tin dừng tên lại là... hiện trường. Trời ơi, dừng đi. Đây, tôi dựng lại hiện trường cho mấy người coi nè. Có ai mà đi bưng cái chậu cây mà rên hồng hộc? Đúng rồi. Thở hồng hộc. Đúng rồi. Hả? Có ai mà cái trời nhột quá hả? Con bưng chậu cây có nhột không? Dạ không bao giờ. Con bưng chậu cây con có nhột không? Nhột cái gì? Nhột quá. Cháu mình là con nít đây sao? Con ngon. Anh nha. Chuẩn bị nha. Đó, đang lên kìa. Đó là xuống luôn. Từ từ cho nó đều nhịp. Mệt quá. Biết trước sau nó cỏ nhột quá. Anh mệt quá. Anh mệt quá. Đó thấy chưa? Đây nè. Tôi với Liễu là bưng cái chậu cây này nè. Cái cây nó cứ quẹt ở trong cái cổ con Liễu. Liễu nó nhột. Còn tôi mệt. Bỏ tôi đi. Bỏ luôn. Đừng có xạo. Cái cây nó làm cái nhột. Tôi với con Liễu cùng thức tất. Tôi ra tôi thực hành lại cho. Đúng rồi. Tôi mà nhột ông chặt đầu tôi làm ghế ngồi. Bà làm đi. Đầu lao. Con khủng không? Cây mà la nhột. Bị khùng hả? Bị khùng hả? Con khủng không? Con khủng không? Bố mà cứ đồ có đồ điên. Cái cây mà mày làm cái gì đó? Bà thấy cái hình ảnh nó ghê gớm chưa? Từ đó tới giờ tôi chưa có bao giờ có cảm giác mà có cái cây gì đó nó chọt vào chỗ này. Thì bởi vậy Liễu mới nhột. Liễu mới trời ơi buông ra. Buông ra. Nhột không? Đó. Bây giờ mọi người thấy rõ hết chưa? Hồi nãy á có con ở đây con phụ luôn nè thím. Trời đất ơi mà bể cái ống nước. Đang làm cái ống nước bị bể. Con lật đật con chạy về nhà con lấy cái ống nước qua đây. Vậy mà làm cái gì mà ghen tuông tùm lum tùm lum anh không. Nữa. Bậy quá Lượm ơi, con ghen tuông bậy quá quá. Con phải đàng hoàng, con điềm tĩnh, con coi sự việc chứ thế nào chứ Lượm thiệt. Tánh con nóng vội vàng quá Lượm. Dạ, con là con thấy cô Sáu là rần rần hơn chồng con luôn đó. Anh xin lỗi, anh xin lỗi anh hồ đồ. Anh đàn ông anh đi bỏ đi xuống à, không có ai phụ, em phải nhờ chú Sáu qua phụ mà còn dậy nữa. Hiểu chưa? Còn ghen nữa không? Còn chứ. Cái gì nữa? Cái này mới có hai hiệp à. Còn hiệp ba. Bà mít bà già quá rồi. Bà 74 tuổi rồi. Bà còn có hai cái răng cửa. Ông qua bển ông hái mít gì ở bển. Hả? Trời ơi, tôi hái trái mít nhà bà.
Ba 74 tuổi rồi, làm sao mà ba có sức ba leo cây ba hai nữa. Ba thấy tôi còn trẻ quá, ba mới nhờ tôi qua bên đó chọt giùm bà hai giùm bà cái trái mít. Cái gì? Hai cái trái mít mà về nhà ông phơi đằng trước cửa nhà mà ông cắm cái cọc ông phơi cho nó khơi thơm trước cửa nhà mình hả? Thì là đó. Trời đất ơi, tôi khoái ăn mít, tôi sợ xịt thuốc. Ai ghè ông đi hái hai trái mít cho tôi hả? Ừ. Hay quá. Anh. Trời. Em xin lỗi anh. Trời sao bà trở mặt lẹ vậy? Sao cáo trở vậy? Không có người đàn bà nào có lỗi mà đứng thẳng được hết trơn anh. Phải quỳ phía trên chồng. Thôi đứng lên đi, đừng có quỳ mà. Không, em có lỗi, em quỳ trước anh. Với lại em mệt quá, em đứng đâu có nổi nữa anh. Bà này có chuyên môn có đu đeo mệt ghê luôn á. Chưa hết đứng. Đứng lên. Đứng xuống đi. Gia đình tôi hạnh phúc rồi, cho gia đình tôi về kiếm con đi. Chưa được. Giải quyết vụ gia đình con tiếp. Ủa nữa hả? Nói là vụ mày xong rồi cho nữa. Nói, hàng con nghe nói là cái gì tối ngày cứ nói phải gặp cái thằng nào đó rồi mới khỏe được, gặp thằng nào đó rồi mới vui được. Đúng rồi, đúng không? Đúng. Đánh góp nó cho tao. Đi ngồi quá. Khoan. Cái gì vậy chồng? Nói cái gì vậy? Thằng nào? Em đâu có gặp thằng nào đâu. Cái này là anh không có bên em được nha. Anh nghe rõ ràng hai đứa em tí ta tí tởn ngoài này nè ha. Trời ơi, thương lắm, trời ơi, nhìn là muốn cứng, là muốn hung, là muốn nựng này kia này à, đó. Có em tiếp tay luôn hả? Đó, bà này nữa. Thằng New Boy đó là ai? Anh đánh đi, Tuấn. New Boy, trời ơi, thằng New Boy đó. Trời ơi, thằng Tuấn. Tên Tuấn là tên đó, trời ơi, cái tên của tên lộn đẹp vậy mà không lấy tên Tuấn là. Không phải là thằng. Cái tên thằng đó là cái mùi luôn rồi. Không phải là thằng, không phải là thằng. Anh đó nha, anh đừng có khùng gì vừa phải rồi đó. Anh nghĩ sao? Anh nói em á là ở nhà anh bị dị ứng với lông chó, anh không cho em nuôi. Trong khi em thích nuôi chó gần chết luôn. Bởi vậy em mới qua bên nhà dì Tám á, em nựng Tuấn á. Mỗi lần đi cái phải lén anh. Đúng rồi. Vậy không cũng ghen nữa. Mày thứ chồng con vậy đó, không tin tưởng vợ mình với trơn trọi. Tin tưởng vợ chồng là phải tin tưởng nha. Thôi đấy nè, bà không vậy đó, không có tin tưởng tôi với trơn trọi à. Bây giờ nè, tôi nói thẳng quịch tẹt tất cả mọi chuyện cho mọi người nghe luôn nè. Làm gì vậy? Cái gì vậy? Thương. Đây nè, bà có biết tại sao mà tôi làm cái chuyện này không? Đây, hai thằng quỷ ôm này. Hai thằng quỷ ôm này, bà có nhớ cái bữa mà nó tới nhà mình trước khi mà nó đi làm ăn xa nhớ không? Đó. Không nhớ lắm. Bữa đó có bà rồi bà nhớ. Cái bữa mà nó mang bịch tiền tới nhà tôi, nó tới nhà mình đó. Cái đó bữa đó tôi ăn vô xếp đồ cho ông sao tôi biết. Thì bởi vậy bà không có biết, nó mới nhờ tôi. Nó nói chứ vợ nó trẻ quá, mơn mởn quá, nhà không có chồng, rồi lỡ như lén phén cái thằng nào khác thì làm sao. Nó thấy tôi đạo mạo quá mà, nó tin tưởng tôi có đạo hạnh quá mà. Cho nên nó giao cho tôi một cái nhiệm vụ vô cùng cao cỡ, vô cùng quan trọng, vô cùng thiêng liêng mà không ai có thể làm được. Đó là cái gì? Có thể tôi làm được. Ừ, là ở lại canh chừng hai nhỏ vợ cho hai đứa tụi nó đi làm ăn xa. Đúng rồi. Không? Đó. Chồng tôi ăn không ở rảnh, đặt cái tên đúng vậy sợ. Bày rảnh quá đi canh vợ cho người ta. Làm gì rảnh? Có tiền đàng hoàng, nó gửi cho bịch tiền thấy không? Nguyên bịch bự và bá vậy nè, bên trên cột cái nơ rẻ tiền hết sức đó. Wow, nơ nó 1.500 đó. Ê, vậy là có trả tiền cho chồng tôi nữa hả? Có. Một bọc luôn. Hay quá vậy ta. Mà toàn tiền 500 với 200 không? Tôi đâu có ngờ là chồng tôi, trời ơi, nói gì nói thôi, không phải vì cái bọc tiền của tụi con đâu. Trời ơi, cô Sáu rảnh cũng biết chứ bộ, nhưng mà tại vì ổng ở đây, ông nói gì nói có vườn tượng trồng trọt rồi, ổng không có canh vợ cho tôi bay lên Sài Gòn làm ăn, lên thành phố trơn, quy cái xã này toàn đàn bà, không có một mình ổng nào lớp qua thay bóng đèn, nào lớp thay ống nước, tao nói đủ thứ hết trơn á trời. Ổng vậy chứ nhiều công lắm, nhưng mà cái tính vợ ghen là cứ phải đi ghen thôi. Nè, cái tiền đó đó, cộng lại tiền 200 đồng, 500 đồng cộng lại gom được cũng được vài trăm ngàn. Nói chứ tao không có lấy cho tụi bay đâu, tao sẽ gửi trả lại. Nhưng mà công nhận nha, làm cái gì chứ làm cái này công nhận, quy làm như nó có máu á. Có máu nó ăn trong người không, càng làm nó càng hăng máu, càng làm nó càng sôi lên á ha. Đầu tiên là chỉ đình canh hai nhỏ này thôi, mà cứ tự nhiên ha, sau khi mình làm cái chuyện đó xong, mình dòm ai mình cũng thấy khả nghi hết trơn trời đó. Ra đường dòm thấy con đàn bà là cũng thấy phản bội cho chồng trơn trời đó. Thành ra tôi phải canh nguyên sớm luôn hả? Nguyên sớm canh nguyên sớm luôn rồi, bây giờ ông rảnh đại trà luôn rồi đó. Cho nên giờ tôi mới đứt biết là chồng của tôi giỏi như vậy. Chồng tôi canh hết nguyên sớm này, lo cho vợ của mọi người. Em có biết tôn sùng anh thế nào, lúc nào em không có khen anh, em sẽ quỳ sụp dưới chân anh. Em sẽ ở bên cạnh anh, em lo cho anh suốt đời. Thôi, đứng lên. Không, đứng em có lên. Lỗi mà em có lên đứng. Bây giờ yên tâm đi nghe không? Sao? Sau... Anh thương quá. Sau khi mà tôi làm công chuyện này rồi, tôi mới thấy là gia đình mình là trên hết, nghe không? Tôi bây giờ tôi bỏ hết, tôi không có đi canh vợ nhà ai nữa, tôi chỉ canh một người duy nhất mà thôi. Ai? Con nào? Mà cho tôi mượn cái tôi đánh góp đó coi. Trời, nghĩ sao mà tới giờ phút này tôi trà lết với chân ông. Mà ông vẫn còn gọi là, ông vẫn còn gọi là, ông vẫn còn muốn gọi là, ông vẫn còn muốn gọi là
bà muốn quánh phải không? Bà cầm bà cái cây này bà trở ngược lại, bà quánh cái con này cho tôi. Bởi vì cái người đàn bà duy nhất mà tôi muốn canh suốt cuộc đời tôi không ai khác hơn đó là bà Sáu Rảnh.